Hanaka, mạch điện truyền dẫn kết nối điện năng giữa thành phố, khu công nghiệp, xã hội với cuộc sống con người. Hanaka cùng Việt Nam vươn mình ra thế giới. Hanaka sao vàng đất Việt, top 10 Việt Nam. Hanaka giải pháp toàn diện tiết kiệm điện năng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, trước khi vào chương trình lễ kỷ niệm 15 năm tái lập huyện Từ Sơn, nay là thị xã Từ Sơn, ban tổ chức trân trọng thông báo thành phần đại biểu về dự lễ kỷ niệm hôm nay. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Thúy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Sĩ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Huy Tính, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Sĩ Tiếp, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, phụ trách Đảng bộ thị xã Từ Sơn. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thị ủy Từ Sơn. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Vũ Đức Quyết, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Bí thư Thị ủy Từ Sơn. Đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn. Đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Bá Sinh, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập báo Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Xuân Khi, Giám đốc Đài Truyền hình, Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khu vực Từ Sơn. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Nông dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khu vực Từ Sơn. Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh được phân công theo dõi thị xã Từ Sơn. Các ông, bà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khu vực Từ Sơn. Về đại biểu các đơn vị bạn, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu. Đại biểu huyện Tiên Du, đồng chí Trần Quang Ứng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Du. Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Du. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tiên Du. Lãnh đạo nhà máy X-28 Quân chủng Hải quân Bộ Quốc phòng, đơn vị kết nghĩa với thị xã Từ Sơn do đồng chí Thượng tá Chu Văn Hanh, chính trị viên làm trưởng đoàn. Chúng tôi cũng xin được trân trọng chào mừng các đại biểu là những người con của quê hương Từ Sơn, công tác tại các cơ quan của tỉnh và trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trung tướng Chu Tiến Cường, nguyên Cục trưởng Cục Quân y Bộ Quốc phòng. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thanh Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Mạnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Công binh Bộ Quốc phòng. Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo, Cục trưởng Cục 86, Tổng Cục 8 Bộ Công an. Đồng chí Thiếu tướng Đàm Văn Tâm, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Bắc, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng. Anh hùng lực lượng vũ trang Tạ Lưu, nhà giáo nhân dân anh hùng lao động Nguyễn Đức Thìn. Các đồng chí lãnh đạo các sở ngành của tỉnh là những người con của quê hương Từ Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu đại biểu của thị xã Từ Sơn, đồng chí Trần Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Từ Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toán, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã. Đồng chí Nguyễn Văn Quỹ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Đồng chí Trần Viết Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Dân vận,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã. Đồng chí Bạch Ngọc Phách, nguyên Bí thư Huyện ủy Tiên Sơn. Đồng chí Nguyễn Thạc Giáp, nguyên Bí thư Huyện ủy Tiên Sơn. Đồng chí Nguyễn Thế Chăn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Sơn. Đồng chí Nguyễn Phụ Đông, nguyên Bí thư Huyện ủy Từ Sơn. Đồng chí Nguyễn Đức Tuất, nguyên Bí thư Thị ủy Từ Sơn. Đồng chí Ngô Hữu Tiến, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Từ Sơn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Từ Sơn. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Thị xã, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, nguyên Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thị xã các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa 16, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Thị ủy, các đồng chí trưởng phó các phòng ban đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã và tương đương, các đồng chí nguyên trưởng các phòng ban đoàn thể của thị xã đã nghỉ hưu, thủ trưởng các cơ quan của trung ương của tỉnh đóng trên địa bàn thị xã, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 17. Lãnh đạo tập đoàn Hanaka, nhà tài trợ chính của đơn vị, đồng tài trợ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm tái lập. Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Bắc Ninh và các doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho hơn 800 doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Từ Sơn. Ban tổ chức cũng xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã nghỉ hưu từ khi tái lập huyện cùng đông đảo nhân dân. Dự theo dõi và đưa tin lễ kỷ niệm có các cơ quan thông tấn, báo chí, trung ương và địa phương. Đề nghị toàn thể quý vị đại biểu chúng thay dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt chào mừng các vị khách quý, quý vị đại biểu đến dự buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý vị, và sau đây, lễ kỷ niệm 15 năm tái lập huyện Từ Sơn, thị xã Từ Sơn và đón nhận huân chương độc lập hạng 3 xin phép được bắt đầu. Vùng quê nằm trọn trong vùng Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc xưa, trải dài trên thềm phủ xa những con sông cổ đã đi vào huyền thoại. Tiêu Tương, Tào Khê, một vùng đất xanh dờn ngô lúa, xóm làng quần tụ bao đời. Trên bản đồ của tỉnh Bắc Ninh, vùng quê ấy nằm nơi cửa ngõ phía bắc thủ đô Hà Nội, đó là thị xã Từ Sơn. Nơi đây còn lưu giữ nhiều giá trị truyền thống, vùng đất mà hoạt động phát triển kinh tế xã hội diễn ra hết sức sôi động. Bằng sức lao động sáng tạo bền bỉ, sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, kể từ khi được tái lập năm 1999 đến nay, Từ Sơn đã có những bước phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, trở thành thị xã có tầm ảnh hưởng lớn trong tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Ngược dòng thời gian cách đây gần tròn 10 thế kỷ, vùng đất này là nơi hội tụ tinh hoa linh khí núi sông, sản sinh người con ưu tú Lý Công Uẩn, người sáng lập vương triều Lý, khai sinh nước Đại Việt tự chủ, cường thịnh sau hàng ngàn năm dân tộc phải sống trong màn đêm đô hộ của phong kiến phương Bắc. Quê hương Đình Bảng với đền đô thờ bát vị tiên vương triều Lý, đến hôm nay vẫn là điểm hút tâm linh của ngàn vạn người con đất Việt tìm về. Trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, Từ Sơn cũng là quê hương của những vị tiền bối cách mạng của Đảng. Mảnh đất sinh thành ra những người con ưu tú, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng chí Ngô Gia Tự, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử. Cuộc đời hoạt động cách mạng và tấm gương hy sinh cho lý tưởng cộng sản của các đồng chí không chỉ minh chứng cho truyền thống yêu nước, anh hùng của dân tộc, mà còn là điểm tựa của lòng tự hào cho các thế hệ con người trên vùng đất này phát huy trong công cuộc đổi mới. Sau bao thay đổi của lịch sử và địa giới hành chính, giờ đây
Tử Sơn có diện tích tự nhiên 61,33 km2, với những lợi thế về vị trí, giao thông, thuận tiện trong giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế. Mà trong lịch sử cũng như trong hiện tại, Tử Sơn vẫn nổi tiếng là nơi có nền kinh tế phát triển. Đất này gạo trắng nước trong, làng quê trù mật, sản vật đông đúc, dồi dào, nghề nông công thương cùng đồng thanh phát triển ở bậc cao trong tỉnh. Trong những năm đổi mới vừa qua, đặc biệt là kể từ khi Tử Sơn được tái lập sau bao năm gắn bó, chung sức phấn đấu trong một Tiên Sơn anh hùng, những phẩm chất truyền thống, những yếu tố thuận lợi được coi là thế mạnh của huyện đã được khai thác và phát huy một cách mạnh mẽ vì tương lai của một thị xã công nghiệp. Như nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14, 15, 16 đã xác định. Với cái quyết định của chính phủ cho tái lập của huyện Tử Sơn, chỉ sau 10 ngày thì cái bộ máy lâm thời đảng chính quyền đoàn thể của Tử Sơn đã di chuyển về thị trấn Tử Sơn với tinh thần chỉ đạo của tỉnh là hai không, không mang theo tài sản, không mang theo tài liệu. Chúng tôi về với hai bàn tay trắng và ở nhờ và ở thuê các cơ sở phúc lợi xã hội của cái thị trấn Tử Sơn rất nhỏ bé với 4.000 dân. Cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội có lẽ duy nhất là có cái nhà văn hóa xây từ năm 1980. Có thể nói nhìn lại cái giai đoạn đầu, chỉ trong vòng một thời gian ngắn thì khu trung tâm huyện định đã được hình thành và các khu công nghiệp cũng đã được hình thành. Chúng ta nhìn lại Tử Sơn vào cái giai đoạn đó không khác gì như một đại công trường thủ công. Nào thì trung tâm xây dựng, thì các doanh nghiệp với gần 500 doanh nghiệp, nếu nói đúng là 496 doanh nghiệp và các hộ sản xuất đua nhau xây dựng cơ sở nhà xưởng để bắt tay vào sản xuất. Với cái nỗ lực rất mạnh mẽ của toàn đảng toàn dân như vậy, thì trong vòng một thời gian ngắn đến đại hội lần thứ 15 vào 2005, thì chúng ta có thể phấn khởi nhìn lại cái quá trình đó. Nếu nói về giá trị sản xuất công nghiệp 2005 so với năm 2000 không thể nói bằng tính một phần trăm được nữa, mà phải nói là tăng mấy lần, đúng ra là 3,6 lần. Và giá trị thương mại dịch vụ thì tăng 2,66 lần. Đó là cái tốc độ phát triển thật là đáng tự hào. Là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng, trở thành lợi thế cho nền kinh tế xã, Đảng bộ chính quyền Tử Sơn đã coi đây là hướng mở, có sức tác động và lan tỏa cho kinh tế đi lên. Đồng thời, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế khu vực làng nghề là cơ sở để Tử Sơn giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống xã hội. Đây cũng là công việc được ưu tiên xúc tiến ngay từ những ngày đầu huyện được tái lập. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề và đa nghề, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuê mặt bằng, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực làng nghề. Từ hai cụm công nghiệp làng nghề năm 2001, đến nay trên địa bàn thị xã có 4 khu công nghiệp tập trung của tỉnh, 14 cụm công nghiệp làng nghề và đa nghề. Ngoài ra, trên địa bàn thị xã còn có hàng nghìn hộ sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, tạo công ăn việc làm cho trên 30.000 lao động trong và ngoài địa phương. Có thể nói, đây là một hướng đi hết sức phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu thực tế phát triển kinh tế của Tử Sơn nói riêng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của Bắc Ninh nói chung. Giờ đây, đến với các khu vực làng nghề Đồng Kỵ, Đa Hội, Châu Khê, Phù Khê, Hương Mạc, Đình Bạc hay các khu công nghiệp mới hình thành như Dốc Sặt, Mà Ông, đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp các nhà máy, cơ sở sản xuất với một không khí hết sức sôi động của thời kỳ công nghiệp hóa. Không ít tên tuổi công ty, thương hiệu sản phẩm của làng công nghiệp Tử Sơn đã được thị trường trong nước và quốc tế biết tới. Với sự phát triển mạnh mẽ, Tử Sơn đang khẳng định là địa phương đầu tàu trong phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Ninh. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm là 15%,
GDP đầu người tăng từ 500 đô la Mỹ lên 4.242 đô la Mỹ năm 2013, tăng 8,4 lần. Cơ cấu kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng công nghiệp xây dựng cơ bản tăng từ 45,8% lên 75,5%. Tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 21,7% xuống còn 2%. Dịch vụ thương mại tăng từ 14,5% lên 22,5%. Với các khu công nghiệp lớn có quy mô hiện đại đã và đang đầu tư như The Ship, khu công nghệ cao Hanaka đang tạo dựng cho Từ Sơn một dáng vóc trẻ trung, năng động, xứng đáng là trung tâm kinh tế của tỉnh Bắc Ninh. Tập đoàn Hanaka đóng chân trên địa bàn thị xã Từ Sơn ngay từ ngày mới tái lập. Đến nay sau 15 năm hoạt động, đơn vị không ngừng đầu tư ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh và có thương hiệu sản phẩm, đang chiếm được thị trường. Và có thương hiệu sản phẩm đang chiếm được thị phần rộng lớn trên thị trường cáp và thiết bị điện ở trong nước và ngoài nước. Trong 6 năm gần đây, liên tục đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 34% một năm. Với nguồn nguyên vật liệu đầu vào có chất lượng cao của các tập đoàn hàng đầu thế giới, doanh nghiệp hiện đang sản xuất được nhiều sản phẩm chất lượng cao, có mẫu mã phù hợp, tiết kiệm điện năng và vận hành lâu bền ổn định. Sản phẩm của Hanaka hiện được sử dụng rộng rãi trong các công trình lớn của Việt Nam, đồng thời còn xuất khẩu sang thị trường nhiều nước trong khu vực và thế giới. Trong đó có hợp đồng cung cấp hàng nghìn máy biến áp cho các công trình nâng cấp mạng lưới điện ở nước bạn Lào, cùng hàng nghìn tấn dây cáp điện, máy biến áp điện lực cho công trình tái thiết Iraq và thị trường Ghana. Với cái sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và đặc biệt là lãnh đạo thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn để giúp cho doanh nghiệp có được mặt bằng tốt nhất, có được những cái điều kiện về môi trường làm việc cũng như là môi trường về các cơ chế chính sách của tỉnh, của thị xã, của huyện rất là thuận lợi để cho các doanh nghiệp có đà để mà mở rộng này, phát triển và xây dựng những cái thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm của doanh nghiệp trong thời gian qua. Không chỉ là đạt những cái giải thưởng trong nước và quốc tế mà Hanaka liên tục mở rộng các nhà máy đa sản phẩm. Trước đây Hanaka chỉ có một cái nhà máy sản xuất về máy biến áp và sau đó đến một nhà máy sản xuất cáp điện. Rồi Hanaka lại tiến tới mở rộng về đa ngành sản xuất các chủng loại cáp điện. Có thể nói, cùng với thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn trong lịch sử cũng như hiện tại vẫn là trung tâm thương mại lớn của tỉnh. Nơi đây, thị trường kinh doanh buôn bán luôn sôi động với hệ thống chợ quê, chợ trung tâm và các khu phố sầm uất. Nếu như ngày trước câu ca "Ai lên quán dốc chợ giàu" từng làm say lòng bao người và cho ta hình dung về vùng kinh tế thương mại năng động xứ Đông Ngàn Kinh Bắc, thì nay chợ giàu vẫn hiện diện nhưng trong dáng vóc mới với lượng người kinh doanh buôn bán đông đúc hơn hẳn. Ngoài ra, trên địa bàn thị xã còn có hàng loạt siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ rải khắp các xã. Hoạt động du lịch có những chuyển biến tích cực, du lịch làng nghề, lễ hội truyền thống cùng với việc nâng cấp mở rộng khu du lịch Đền Đô, các khu di tích lịch sử văn hóa, khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự đã thu hút hàng vạn lượt khách đến tham quan. Sau 15 năm tái lập Từ Sơn, huyện Từ Sơn nay là thị xã Từ Sơn, thì với Từ Sơn thì trong vòng 15 năm qua thì nó có những thay đổi đáng kể. Dịch vụ thương mại thì chiếm 22,5%, nông nghiệp hiện nay chỉ còn có 2,5%. Cái thu nhập bình quân từ ngày tái lập huyện thì khi Từ Sơn được tái lập, thu nhập bình quân một đầu người đấy mới đạt 500 USD một đầu người. Đến thời điểm này đạt 4.200 USD. Có thể nói là tăng gấp 8 lần. Thế về sản xuất nông nghiệp, thời điểm đấy đến giờ phút này là 132 triệu trên 1 hectare, cũng tăng gấp 5 lần so với tái lập, trước khi tái lập được.
Thế còn về mặt thương mại dịch vụ thì hoạt động sôi nổi. Đến thời điểm này thì trên địa bàn thị xã thì cái tổng mức bán lẻ nông thôn trên địa bàn trên 7.000 tỷ. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thay đổi, công tác an sinh xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là những cái tỷ lệ hộ nghèo giảm mức đáng kể so với năm trước đây. Bộ mặt Từ Sơn thì riêng về hạ tầng đô thị thì từ khi bắt đầu tái lập huyện cho đến nay thì ông chí đã biết là toàn bộ cái bộ mặt đô thị Từ Sơn là được thay đổi rõ rệt, được thể hiện là cơ sở hạ tầng với các trục tuyến đường tỉnh lộ 295B, 295, 287 và các hệ thống đường qua khu trung tâm phường Đông Ngàn. Chỉnh trang đô thị thì từng bước theo chủ hướng sáng xanh sạch đẹp. Có thể nói trên vùng đất thiêng phát tích Vương Triều Lý, Từ Sơn trong thời kỳ đổi mới đang diễn ra với tốc độ hiệu quả cao, tạo điều kiện để đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Đến nay, trên địa bàn thị xã tăng 15 trường từ mầm non đến trung học phổ thông. Tỷ lệ kiên cố hóa trường học đạt 92,33%, tăng 30%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 98%, dẫn đầu toàn tỉnh, tăng 49% so với năm 2000. 12 trên 12 xã, phường chuẩn quốc gia về y tế, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên do được triển khai nhiều kỹ thuật khám chữa bệnh hiện đại. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 9,3%, giảm 21% so với năm 2000. Tăng từ 30 thôn làng lên 62 thôn khu phố có nhà văn hóa. Thị xã là đơn vị đi đầu toàn tỉnh về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phát thanh và truyền hình. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,41%. Công tác đền ơn đáp nghĩa và an ninh xã hội được đặc biệt coi trọng. Công tác an ninh quốc phòng được quan tâm chỉ đạo, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các điểm phức tạp về an ninh nông thôn từng bước được giải quyết. Công tác điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao. Những tụ điểm lớn về cờ bạc, mại dâm, ma túy được tập trung triệt xóa. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được chỉ đạo đồng bộ, có hiệu quả. Đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, củng cố chính quyền. Những năm qua, đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị xã luôn được đánh giá, xếp loại trong sạch, vững mạnh. Với thành tích xuất sắc sau 15 năm tái lập, nhân dân và cán bộ thị xã Từ Sơn đã được nhà nước trao tặng huân chương độc lập hạng 3. Đây là phần thưởng cao quý và vinh dự bởi những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân và cán bộ thị xã Từ Sơn được ghi nhận. Chúng tôi xác định trong thời gian tới những cái nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm là chúng tôi đầu tư để xây dựng hệ thống cấp nước sạch ở những cái xã phường còn lại. Tiếp theo đó thì chúng tôi cũng xác định những công trình trọng điểm mà cần phải sớm thực hiện, đó là xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung của thị xã, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở phường Châu Khê, và tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số những cái tuyến đường giao thông, ví dụ như là đường tỉnh lộ 295B, đường 277. Thế và tiếp tục chỉ đạo ưu tiên đầu tư cho xây dựng các cái công trình về trường, về giáo dục đào tạo, xây dựng các cái trường học. Trong đó thì đặc biệt quan tâm đến vấn đề đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường tiểu học Châu Khê 1, và tiếp tục chỉ đạo ưu tiên cho cái việc xây dựng về các cái trạm y tế và chỉ đạo để đầu tư xây dựng các cái nhà văn hóa thôn, khu phố và khu trung tâm văn hóa thể thao của thị xã. Trên vùng đất thiêng, nơi phát tích Vương Triều Lý, quê hương của các chiến sĩ cách mạng, tiền bối của Đảng, bằng sức lao động bền bỉ, năng động và sáng tạo,
mỗi cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân thị xã đã viết nên những trang thành tích mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dẫu chặng đường phía trước tới đích của một thị xã công nghiệp giàu mạnh, một đô thị văn minh hiện đại còn bao điều phải làm, bao thử thách cần phải vượt qua. Nhưng trước giai đoạn mới mang đầy hy vọng đến với mỗi con người và với những thành công trong chặng đường đổi mới vừa qua, Từ Sơn đã có đủ tự tin để vững bước đi lên.